Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn. Clip ngày hôm nay thì mình lại giao lưu với anh em một cây mai mini bonsai bỏ bàn này anh em. Cây thì được vào cái chậu lục giác lọt lòng 20 nha anh em. Chậu lục giác lọt lòng 20 có chữ Phúc Lộc Thọ. Chậu màu 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 tối, màu sậm nha anh em. Có cái gốc này. À, có mặt bông nè, mình quay mặt bông trước nha. Bông rất là đẹp. Bông giáo đẹp, dễ thương. Dễ hương nha anh em. Nếu anh em nó hơi mùi hương nhẹ chứ cũng không có hương nhiều. Đứng gần mới ngửi được. Giáo này khoảng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cánh nha anh em, khoảng 9 10 cánh gì đó. Đọt đó hồng hồng. Giáo hồng diệp nè anh em. Có mấy cái đọt đỏ hồng diệp nè, khé đỏ nha anh em. Cái bông rồi giờ mình quay lại cái gốc, phần gốc nè, phần gốc thì nó to khoảng một chập tay của mình nè, khá là quái. Dưới này thì còn cái phần đế nữa. Phần đế rễ nữa nha anh em. Rất là quái. Một người bưng bó gọn. Nói chung những cái chậu mà càng gọn như thế này thì anh em càng thích nè. Gọn nhẹ mà cây nó sống khỏe, bưng nó dễ dàng. Già. Già cây. Có cái ếch nha anh em. Đây thì kích thước cây thì khoảng 2 4 6 tầm ngang 60 nha anh em. Cao thì khoảng 50. Nên về sửa lại một chút là bán bàn đẹp. Đó. Rồi. Mình bưng xuống nha anh em. Đây, mình bỏ riêng nó một bên này, anh em nào hợp nhãn thì giao lưu liên hệ. Đó, tây tán thì rất là rậm, rậm rạp, chín, không có khiếm ghét gì nha anh em. Cây thì nói chung là dưới nó to mà lên trên nó giót nhỏ nha anh em. Bông bóp thì bông nụ kim thì có nè. Cây rất là gọn nhẹ, rất đẹp ạ. Rồi, quý anh em nào hợp nhãn cây mai giáo này thì liên hệ mình. Cây riêng, rất là đẹp. Rồi, cảm ơn anh em.